Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao Cộng sản Việt Nam vẫn chưa bỏ được sổ hộ khẩu và phương tiện? Đây là một phương tiện kiểm soát và khống chế người dân. Ngày 10 tháng 8 năm 2020 vừa qua, trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thảo luận về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau về luật cư trú, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có nói rằng cái gì thuận tiện cho dân hiện đại thì ta làm, đừng luyến tiếc thủ tục hành chính quá rườm rà. Không chỉ vậy mà bà Ngân còn nói, tôi từng bị mất sổ hộ khẩu, làm lại rất vất vả và khai tới khai lui. Theo kế hoạch thì khoảng 1 tháng 7 năm 2021, luật cư trú sửa đổi có hiệu lực. Nếu như tiến trình thay đổi thuận lợi, khi đó Việt Nam sẽ bỏ sổ hộ khẩu. Trong chế độ toàn trị Cộng sản Việt Nam thì chúng ta đã biết rằng để thống trị được người dân, nhà cầm quyền cần có các chính sách và các phương tiện để thực hiện điều đó. Có hai chính sách khủng khiếp nhất chế độ Cộng sản sử dụng để thống trị và kiểm soát người dân. Đó chính là chính sách kiểm soát về kinh tế và chính sách kiểm soát về nhân khẩu. Việc kiểm soát người dân về kinh tế ép buộc người dân vào các nhà máy, xí nghiệp, các hợp tác xã để kiểm soát người dân thông qua miếng ăn, dạ dày được thực thi thời bao cấp. Phương tiện điển hình cho chính sách này là chính sách cái sổ gạo mà các hộ gia đình từ công nhân cho đến xã viên hợp tác xã đều phải trải qua. Tầm quan trọng của chiếc sổ hộ khẩu đã được người dân dùng hình ảnh của một người thất thần rụng rời chân tay, mặt cắt không một giọt máu để diễn tả tình trạng mất sổ gạo thời bao cấp. Nhưng chính sách kiểm soát kinh tế này đã hết hiệu lực khi mà cơ chế kinh tế bao cấp thất bại và bị thay đổi bằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thập niên 1980 của thế kỷ 20. Sổ gạo cũng bị khai tử từ đó và hoàn toàn không còn gây hại cho người dân được nữa. Nhưng chính sách kiểm soát về nhân khẩu thì khác, nó đã không mất đi sau khi cơ chế bao cấp thất bại và bị thay đổi. Việc người dân cần có sổ hộ khẩu và chính sách khai báo tạm trú tạm vắng thời bao cấp chính là việc kiểm soát người dân thông qua nhân khẩu. Sổ hộ khẩu chính là phương tiện được thực thi chính sách này. Tất cả các hoạt động sinh hoạt của người dân đều phải có và gắn liền với sổ hộ khẩu. Và từ việc sinh con đẻ cái, con cái đi học, xây dựng, mua bán nhà cửa, mua bán vật dụng đắt tiền, chữa bệnh, có thể nói toàn bộ các sinh hoạt của người dân đều phải liên quan đến cái sổ hộ khẩu. Chính sách nhân khẩu của chế độ Cộng sản nhắm tới hai mục tiêu. Thứ nhất là kiểm soát sinh hoạt của người dân đi đâu, làm gì thông qua hộ khẩu và khai báo tạm trú tạm vắng. Thứ hai là tất cả các công việc đều liên quan đến hộ khẩu, nên nhà cầm quyền có thể kiểm soát và khống chế người dân thông qua hộ khẩu. Có thể nói rằng những người dân trưởng thành, đi làm, đi học đều có thể đã và đang phải trải qua những khốn khổ vất vả về những công việc có liên quan tới sổ hộ khẩu. Sau năm 1990, gọi là cột mốc chuyển đổi kinh tế, sổ gạo đã bị tiêu hủy nhưng sổ hộ khẩu thì không mất đi. Mặc dù tính chất khắc nghiệt của thời bao cấp đã giảm bớt, đến nay sau hơn 30 năm đổi mới, theo thống kê vẫn còn 30 thủ tục hành chính ở các cấp bộ vẫn đang yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Báo Tuổi Trẻ Online ngày 10 tháng 8 năm 2020. Nhưng việc bỏ sổ hộ khẩu có đồng nghĩa với việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ bỏ việc kiểm soát, theo dõi người dân hay không? Chắc chắn là không. Đó chỉ là việc thay đổi cách thức theo dõi, kiểm soát người dân cho phù hợp với tình hình mới mà thôi. Chúng ta biết là việc sử dụng sổ hộ khẩu đến nay, ngay cả nhà cầm quyền cũng thấy bất hợp lý và không cần thiết. Nhưng tại sao phải tới hơn 30 năm mới đặt ra vấn đề thay đổi này? Và lý do quan trọng nhất, cần phải chuẩn bị đầy đủ hạ tầng, các phương tiện và con người để có thể tiếp tục theo dõi, kiểm soát người dân theo cách khác, tức là hệ thống Internet. Gần đây có thông tin việc gắn chip điện tử trên thẻ định danh công dân đã có sự phản đối của người dân. Dù còn manh nha, không chỉ gắn chip gắn trên thẻ định danh công dân mà chắc chắn còn có sự phân loại người dân thông qua mã số định danh để quản lý theo cách mà nhà cầm quyền mong muốn. Và chỉ có một bộ phận quản lý nào đó biết được cách thức phân loại này.
Nhưng dù sao thì việc xóa bỏ sổ hộ khẩu cũng là việc cần thiết và làm nhẹ người tất cả những ai đã từng bị hành hạ thông qua phương tiện tàn bạo để thống trị người dân này. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới thì người ta chỉ cần một cái chứng minh nhân dân hay còn gọi là ID card để làm tất cả những việc mà họ cần thiết như đi bệnh viện, đi học, thi bằng lái xe, mua nhà, cửa, đất đai, xe cộ, chỉ cần một chứng minh nhân dân và họ không yêu cầu phải có hộ khẩu. Ví dụ như một người ở Hà Nội có thể bay vào thành phố Hồ Chí Minh để mua nhà, mua xe và sinh sống ở đó, không cần phải đăng ký hộ khẩu bởi vì họ đã có chứng minh, họ đã có giấy ID card, tức là chứng minh họ là ai và sinh ra ở đâu, không cần thiết phải có sổ hộ khẩu. Và như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ tự xưng là đại diện cho giai cấp nghèo khổ, nhận nhiệm vụ là họ đấu tranh xóa bỏ sự khác biệt của giai cấp. Thế nhưng khi cầm quyền, họ đã phân loại công dân như phân loại súc vật ngoài chợ để định giá từng thành phần xã hội. Đầu tiên đó là ra chế độ lý lịch ưu tiên cho con em đảng viên và người có công trong bộ máy nhà cầm quyền Cộng sản. Tiếp theo là chế độ hộ khẩu để phân biệt công dân hạng 1, công dân hạng 2 để phân biệt đối xử trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Tiếp theo là chính sách phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, vân vân. Tất cả những chính sách phân biệt đối xử đó xuất phát từ chủ trương xuyên suốt của Đảng Cộng sản. Khi soạn hiến pháp, Cộng sản đã tự đặt ra điều 4 để ưu tiên quyền lãnh đạo đất nước cho riêng họ. Kỳ thị là một thứ tư tưởng bệnh hoạn và nó đã bị thế giới văn minh loại bỏ. Như ta được biết là ở nước Mỹ đã tiến bộ cùng với lịch sử đẩy lùi nạn kỳ thị. Kỳ thị nặng nhất vào thời kỳ chế độ nô lệ và từ thời nội chiến trở về trước. Đến sau kỳ nội chiến thì tuy chế độ nô lệ bị bãi bỏ nhưng người da đen vẫn bị kỳ thị bằng định kiến xã hội, và đến những năm 60 của thế kỷ 20 thì đạo luật nhân quyền ra đời và loại bỏ những hành động kỳ thị người da đen công khai. Nước Mỹ không thể văn minh nếu pháp luật không ngăn cản nạn kỳ thị. Còn ở Việt Nam thì sao? Tư tưởng kỳ thị được luật hóa ngay trong bản hiến pháp nên đừng kỳ vọng Việt Nam có tiến bộ. Hôm 23 tháng 8 năm 2020 trên báo Tuổi Trẻ có bài Trẻ em KT3 lo không được vào lớp 1. Hiện nay những người không có hộ khẩu mà chỉ là KT3 có nguy cơ con cái không được vào lớp 1. Và chính Cộng sản đã đẻ ra sổ hộ khẩu để định giá cho loại công dân hạng 1. Họ đẻ ra tiếp cái gọi là KT3 để định giá loại công dân hạng 2. Và thành phần còn lại được định giá là công dân hạng 3. Theo bài báo này thì hiện nay đang có hàng ngàn trẻ em có nguy cơ bị tước mất quyền được đi học vì thứ quy định bệnh hoạn này. Trẻ nó có tội gì mà sao luật để tước bỏ quyền cơ bản của chúng? Đã không soạn thảo luật, không làm chính sách ưu tiên cho chúng thì thôi, chứ sao lại loại quy định bệnh hoạn để làm hại chúng. Một anh nông dân trồng khoai đến mùa khi thu hoạch, anh ta sẽ phân ra loại 1, loại 2, loại 3 để mà định giá. Một anh nuôi heo thì cũng thế, anh ta cũng phân ra giống heo này là loại 1, loại kia loại 2 và giống nọ là loại 3 để định giá. Và tương tự như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng làm y như thế với công dân của họ. Họ đã ra nhiều chính sách, soạn nhiều điều luật hoặc dưới luật để phân loại người như phân loại heo, gà, chó để làm quan chức kiếm dễ kiếm tiền và dễ quản lý. Người ta biết mọi yếu kém của chính quyền Cộng sản Việt Nam cuối cùng có hậu quả cũng đổ lên đầu dân. Nhìn ở góc độ khác thì việc phân loại công dân cũng tựa như phân loại sọt rác vậy. Những cái sọt rác này sẽ là nơi chứa đựng những hậu quả yếu kém của chính quyền Cộng sản gây ra. Tầng công dân hạng nhất là cái sọt rác thứ nhất, tầng công dân hạng 2 là cái sọt rác thứ hai và tầng công dân hạng 3 chính là sọt rác thứ ba. Yếu kém ít họ quẳng hậu quả vào sọt rác thứ ba và yếu kém nhiều hơn thì họ quẳng vào sọt rác thứ ba và tất cả thì họ nhét nó vào sọt rác thứ hai. Còn quá yếu kém, làm hai sọt rác kia đầy thì họ dùng đến sọt rác thứ nhất. Khi cả ba sọt rác đầy ắp thị trường thì trường hợp này chính là hậu quả ảnh hưởng đến toàn xã hội, không trừ một ai.
Chúng ta nên nhớ rằng nước Mỹ trước khi đạo luật nhân quyền năm 1964 thì luật pháp nước này không hề quy định người da trắng phải kỳ thị người da đen. Nạn kỳ thị chủng tộc trong xã hội Mỹ thời đó là do định kiến từ thời chế độ nô lệ còn sót lại, chứ không phải là luật pháp Mỹ quy định người da trắng phải kỳ thị người da đen. Nạn kỳ thị thời đó chỉ là hiện tượng người da trắng có quyền làm những gì luật pháp không cấm thôi. Từ khi có đạo luật dân quyền thì hành động kỳ thị được xem như là phạm pháp, và từ đó hành động kỳ thị chủng tộc bị loại bỏ. Luật pháp loại bỏ kỳ thị là luật pháp tiến bộ, luật pháp làm lơ cho nạn kỳ thị cũng là chậm tiến. Và còn với thứ luật pháp cổ võ trên tư tưởng kỳ thị thì có thể Đảng Cộng sản đang định hướng xã hội Việt Nam đi thụt lùi so với thế giới. Vấn đề tư tưởng kỳ thị được luật hóa hoặc được nâng lên thành quốc sách và áp dụng trong các chính sách cai trị thì rõ ràng đứng góc độ nào ta cũng thấy người dân chỉ là thứ công cụ của Đảng. Nếu Đảng Cộng sản là chủ trại thì dân là súc vật, nếu Đảng Cộng sản là chủ nhà thì dân là những cái sọt rác không hơn không kém. Kỳ thị là một thứ tư tưởng bệnh hoạn, nó không được chấp nhận bên một xã hội tiến bộ. Với Đảng Cộng sản thì cai trị thì thế nào, dân Việt cũng sẽ là dân tộc chậm tiến so với phần còn lại của thế giới. Ví dụ như ở Việt Nam thì chúng tôi không có ý định là nói chuyện phân biệt chủng tộc ở đây, nhưng người Kinh thì thường khinh là người dân tộc họ ngu dốt hơn mình. Và thực tế thì có ngu dốt hay không, chúng ta cũng có thể khẳng định được, nhưng không phải là tất cả mọi người đều ngu dốt như những gì họ nghĩ. Nhiều người dân tộc họ được học hành đến nơi đến chốn, có lẽ đầu óc họ còn thông thái hơn những dân tộc khác. Tôi không dám khẳng định là dân tộc nào và dân tộc nào. Và hãy bước ra khỏi ngoài biên giới Việt Nam để sẽ thấy được xã hội Việt Nam chẳng khác nào một bãi rác. Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội Việt Nam thì tất cả mọi người đều phải có những vấn đề liên quan đến sổ hộ khẩu. Ví dụ như chúng ta làm chứng minh nhân dân có một dấu sai, một dấu chấm, dấu phẩy trong sổ hộ khẩu thì chúng ta phải đổi lại sổ hộ khẩu để làm chứng minh. Và sau khi nhân viên của bên tư pháp họ làm sổ hộ khẩu cho mình sửa đúng cái tên của mình rồi thì tên cha mẹ hoặc anh chị em của chúng ta sẽ bị sai. Họ cố tình làm sai để lần sau chúng ta lại phải mang sổ hộ khẩu ra để cho họ sửa. Và mỗi lần sửa như vậy thì họ sẽ hành cho chúng ta lên bờ xuống ruộng. Và sau lần sau đó họ sửa đúng tên cha mẹ của chúng ta rồi thì anh chị em chúng ta lại bị sai, hoặc chính bản thân chúng ta lại bị sai. Lúc đó thì sổ hộ khẩu, tên trong sổ hộ khẩu và tên trong chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe của chúng ta sẽ khác nhau, không đúng như vậy nữa. Và như thế thì lại cái vòng luẩn quẩn, và như thế thì lại đến lượt chính bản thân chúng ta lại phải đi sửa hộ khẩu. Và như vậy thì sổ hộ khẩu của chúng ta sẽ sửa tới sửa lui, sửa không biết đến bao nhiêu lần, tới khi nào cuốn sổ hộ khẩu không còn hiện hữu ở Việt Nam nữa thì có lẽ chúng ta sẽ không phải sửa sổ hộ khẩu nữa. Nếu thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, có thể bãi bỏ được sổ hộ khẩu quản lý theo di dịch cư như nước ngoài vẫn làm. Và theo đại biểu Trần Hồng Hà ở tỉnh Vĩnh Phúc, cần hiểu là chúng ta không bỏ sổ hộ khẩu, chỉ thay đổi cách thức quản lý từ hộ khẩu sang phương thức hiện đại hơn là mã số định danh cá nhân. Thảo luận ở tổ về dự án luật cư trú sửa đổi chiều ngày 9 tháng 6 năm 2020, các đại biểu Quốc hội tập trung vào hai điều khoản mang tính đột phá nhất là bỏ sổ hộ khẩu và bỏ điều kiện riêng để đăng ký thường trú ở các thành phố lớn. Trong khi nhiều đại biểu hoan nghênh thì nhiều đại biểu khác tỏ ra thận trọng với những điều khoản này. Đại biểu Trần Hồng Hà tỉnh Vĩnh Phúc cho biết là ủng hộ việc trình dự án luật này ra Quốc hội, tán thành nội dung sửa đổi những điểm rất đột phá như thay đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng mã số định danh cá nhân, bỏ một số điều kiện riêng để nhập hộ khẩu vào các thành phố lớn. Ông Hà cho rằng hai nội dung này nếu được Quốc hội thông qua sẽ đảm bảo quyền tự do cư trú của người dân theo quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, theo ông Hà, trong thiết kế phải hết sức thận trọng vì đây dù chỉ là vấn đề cư trú nhưng liên quan rất nhiều đến luật khác như luật thủ đô, luật lý lịch tư pháp, luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật nhà ở,
luật căn cước công dân, luật hộ tịch, luật thi hành án hình sự, luật thi hành tạm giữ, tạm giam, sổ hộ khẩu rất mật thiết với người dân. Cần hiểu là chúng ta không bỏ sổ hộ khẩu, chỉ thay đổi cách thức quản lý từ sổ hộ khẩu sang phương thức hiện đại hơn là mã số định danh cá nhân. Nhiều người nghĩ rằng bỏ sổ hộ khẩu nhưng không phải, vì nó liên quan đến rất nhiều vấn đề quản lý xã hội, ông Hà nhấn mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo đại biểu Hà thì để làm được điều này còn nhiều vấn đề. Dẫn số liệu theo tờ trình của chính phủ, đại biểu Hà cho biết hiện mới cấp được 18 triệu mã số định danh công dân, vẫn còn 80 triệu nữa. Một con số rất lớn, cần rất nhiều kinh phí để vận hành được mã số định danh công dân. Cũng có hai việc rất quan trọng phải hoàn thiện là cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú. Cả hai đều đang triển khai và không biết đến lúc luật có hiệu lực thì có kịp hay không. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành ở tỉnh Lạng Sơn thì lưu ý luật này rất phức tạp vì liên quan đến một loạt quyền công dân như chỗ ở, tài sản, đi lại, liên quan đến hoạt động hệ thống, các luật và toàn bộ của người dân, kể cả chúng ta, tức là các đại biểu Quốc hội. Chỉ cần một điều khoản quy định không phù hợp và vướng hoàn toàn, quan điểm của tôi là phải nghiên cứu rất kỹ và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để bảo đảm tính phù hợp, tính khả thi, chứ cứ cho nó trôi đi thì thực thi mới thấy vướng, cần rà soát kỹ từ khái niệm, ông Thành nói. Theo đại biểu Thành thì việc bỏ sổ hộ khẩu cũng cần cân nhắc, cần có lộ trình, chứ bỏ luôn thì hàng loạt quan hệ dân sự khác, bao nhiêu là chế độ chính sách khác sẽ xử lý ra sao vẫn chưa được trả lời rõ. Tôi rất băn khoăn về hạ tầng đưa vào mã hóa hết thì hạ tầng kỹ thuật của chúng ta có đảm bảo để dân truy cập, bảo đảm tính thuận lợi không? Rồi liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư này với hệ thống cơ sở dữ liệu khác phải xử lý thế nào để người dân khỏi phải đi chứng minh lại và xác minh lại khi ta bỏ sổ hộ khẩu. Vừa qua đã xảy ra rồi nhưng không hiểu được xử lý thế nào, đại biểu Thành nêu vấn đề. Đại biểu Hoàng Thanh Tùng tỉnh Sóc Trăng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội cũng lưu ý vấn đề này ở đây hay không, và chỉ là vào thời điểm luật này có hiệu lực, dự kiến là tháng 7 năm 2021, phải hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú và còn phải bảo đảm kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác như cơ sở dữ liệu về hộ tịch, cơ sở dữ liệu về quản lý xuất nhập cảnh, kết nối không chỉ trong hệ thống của ngành công an mà còn phải kết nối với cơ quan tổ chức khác đang cung cấp dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, phải kết nối được suôn sẻ thì các cơ quan mới có thể có được cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu, từ đó mới lấy được thông tin cần thiết theo phân quyền thực hiện thủ tục hành chính, như thế thì bỏ sổ hộ khẩu mới khả thi, đại biểu Tùng nêu. Đồng thời thì cho rằng ngoài việc bảo đảm cơ sở hạ tầng còn phải sửa đổi rất nhiều văn bản thủ tục hành chính quy định dưới luật liên quan đến sổ hộ khẩu. Quan trọng hơn là xác định phương thức thay thế sổ hộ khẩu, tránh tình trạng luật có hiệu lực rồi, công dân đi làm thủ tục hành chính thì lại vướng mắc, gây xáo trộn lớn trong đời sống của người dân. Ông Tùng nói và lo về thành phố lớn vỡ trận nếu bỏ điều kiện riêng nhập hộ khẩu. Bàn về việc loại bỏ điều kiện riêng đăng ký thường trú tại các thành phố lớn, đại biểu Trần Hồng Hà nhiệt liệt ủng hộ bởi đây là một hàng rào kỹ thuật không hiệu quả. Đại biểu Hoàng Thanh Tùng, đại diện cho cơ quan thẩm tra dự án luật cho biết đa số đại biểu trong ủy ban thẩm tra đồng tình nên bãi bỏ bởi qua giám sát việc thực hiện luật thủ đô, việc này chỉ ngăn người dân nhập khẩu vào Hà Nội chứ không hạn chế được người dân đến cư trú tại đây. Mặt khác, quy định này lại gây bất công khi cùng cư trú ở thành phố nhưng người có hộ khẩu thì được hưởng rất nhiều dịch vụ như giáo dục, khám chữa bệnh, còn người tạm trú thì không được hưởng. Ngược lại với quan điểm này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng cần cân nhắc. Theo ông Huệ thì hiện Hà Nội có 1,2 triệu người tạm trú, nếu xóa điều kiện riêng thì số tạm trú này sẽ trở thành thường trú. Hiện Hà Nội đang có hơn 8 triệu dân và số dân liên quan đến tiêu chí phân bổ ngân sách, chi tiêu
nếu bây giờ cộng thêm 1,2 triệu dân thì điều chỉnh thế nào? Ông Huệ đơn cử quận Hoàng Mai có 550.000 dân, nhiều hơn dân số của tỉnh Bắc Cạn, thì số Vãng Lai là 150.000 người. Với tốc độ tăng dân số cơ học như vậy mà xóa điều kiện riêng thì dân số sẽ lên rất nhanh, trong khi các quận nội thành hầu như đã bế tắc trong việc giải quyết vấn đề gia tăng dân số cơ học. Việc bỏ điều kiện riêng về lý thuyết thì hoàn toàn đúng, nhưng phải nghĩ ra cách nào để điều tiết di dân tự do bằng giải pháp kinh tế, ông Huệ nói. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10 tháng 8, Ủy ban Pháp luật đã đề xuất chưa bỏ ngay việc sử dụng sổ hộ khẩu mà áp dụng song song với hình thức quản lý điện tử đến năm 2025. Tuy nhiên thì Ủy ban Tư vấn Quốc hội không đồng tình phương án này. Tại phiên họp cho ý kiến về dự án luật cư trú sửa đổi, một trong những vấn đề lớn được đưa ra ý kiến tại Ủy ban Tư vấn Quốc hội là thời điểm có hiệu lực của luật và quy định chuyển tiếp. Băn khoăn về cơ sở dữ liệu, điều kiện kỹ thuật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết là đa số ý kiến tán thành việc thay đổi phương thức quản lý cư trú mới từ cách thức thủ công, truyền thống bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các tàng thư văn bản sang quản lý bằng số hóa. Bên cạnh đó thì có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của phương thức quản lý này và cho rằng quy định thời điểm có hiệu lực của luật là từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 là không đủ thời gian để cho các cơ sở dữ liệu liên quan có thể hoàn thiện và vận hành ngay trên thực tế, để phương thức quản lý cư trú mới theo quy định của luật này có thể được thực hiện thì cần phải đáp ứng ít nhất là hai điều kiện cơ bản. Một là phải hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú và cấp đầy đủ số định danh cá nhân cho mọi công dân. Hai là tất cả các cơ quan đăng ký cư trú theo quy định mới của luật, cơ quan công an từ cấp xã phải được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hạ tầng mạng và các cán bộ chiến sĩ đủ năng lực để thực hiện việc cập nhật quản lý, xử lý thông tin về cư trú trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân, cơ sở dữ liệu về cư trú. Ví dụ như ở các nước tư bản phát triển khác thì một cảnh sát khu vực hoặc một cảnh sát đi ở trên đường, nếu muốn kiểm tra ID card, chứng minh nhân dân của người dân, họ chỉ cần lấy điện thoại thông minh ra quét mã vạch là có thể biết tên họ đầy đủ của người này hiện đang sinh sống ở đâu và sinh ra ở nơi nào, tên cha mẹ cũng như tất tật mọi thứ liên quan đến người này, có bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu căn nhà và có bao nhiêu người vợ cũng đều biết luôn. Và như vậy thì chúng ta có thể biết được rằng số hóa là một điều rất quan trọng để cho việc quản lý dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Và khi chúng ta đến vay ngân hàng thì chỉ cần số chứng minh nhân dân thì nhân viên ngân hàng họ quét ra họ đã biết được mình đang vay ở những ngân hàng nào, số tiền là bao nhiêu và đang trả góp những căn nhà hoặc chiếc xe như thế nào và khả năng là có bị vào blacklist hay không, tức là danh sách đen về khả năng không trả được nợ, thì ngân hàng họ theo đó họ làm, không cần phải giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã về gia đình này như thế nào, như thế này, như thế kia, và chỉ cần đơn giản một chứng minh nhân dân, thủ tục sẽ bớt rườm rà đi rất nhiều. Đó là những lợi thế mà kỹ thuật số sẽ giúp cho người dân cũng như những cơ quan ban ngành. Chúng ta có thể giảm nhân sự từ cấp cao cho đến xuống đến cấp địa phương, không cần phải quá nhiều nhân sự bởi vì máy móc đã quản lý hết tất cả những dữ liệu đó rồi. Trong khi đó thì một số điều kiện kỹ thuật bảo đảm việc kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu các cơ quan, cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành về cơ quan hộ ngành địa phương vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, phải cần một số năm nữa mới có thể hoàn thành. Và do đó nếu bỏ ngay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong khi cơ quan chưa sẵn sàng thì sẽ gây xáo trộn lớn đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, gây khó khăn, phiền phức cho người dân. Do đó tiếp thu ý kiến của đại biểu Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định một thời kỳ chuyển tiếp cho phép cơ quan nhà nước và người dân được sử dụng đồng thời cả thông tin dữ liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu về cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh nơi cư trú trong các giao dịch hành chính, dân sự, nhất là tại những nơi chưa đáp ứng được hạ tầng kết nối với các cơ sở dữ liệu trên cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, phát biểu tại phiên họp về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị giữ nguyên phương án chính phủ trình là luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 và không để thời gian chuyển tiếp đến năm 2025 như đề xuất của cơ quan kiểm tra, thẩm tra. Chúng tôi thấy lưu lại sổ hộ khẩu cho đến năm 2025 là không phù hợp, không thực tế. Đây là sự thay đổi rất căn bản là mong muốn của nhân dân. Các công dân bây giờ lại kéo dài thêm một nhiệm kỳ, một năm nữa thì quyết tâm thực hiện cái này không cao. Ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói và cho biết nếu tất cả các cơ quan liên quan có sự phối hợp để thực hiện thì việc triển khai quản lý dân cư theo phương thức mới sẽ đủ điều kiện và thời gian cũng như các điều kiện khác. Chúng tôi là cơ quan chủ trì thấy toàn hoàn toàn có đủ khả năng điều kiện. Bộ trưởng Công an khẳng định và cho rằng không có đủ căn cứ gì để kéo dài và giữ hộ khẩu song hành cho đến năm 2025 nếu đối chiếu với các công việc đang triển khai. Và về vấn đề này thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng nếu không trong quá trình thực hiện, không có vướng mắc thì Quốc hội có thể ra nghị quyết gia hạn thêm thời gian thực hiện. Và việc đưa ra mốc thời gian cụ thể để cho chính phủ, các bộ ngành địa phương cố gắng phấn đấu thực hiện mục tiêu đề ra. Bởi thực tế thì hiện cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia cũng đang được triển khai. Vì vậy chúng ta cần ủng hộ cái mới. Trên cơ sở này, Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất với đề xuất của chính phủ về thời điểm hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Kết luận phiên họp thì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng cho rằng nếu quy định hiệu lực luật này từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nhưng thời điểm chuyển tiếp là 31 tháng 12 năm 2025 là không phù hợp bởi mục tiêu cuối cùng là giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước. Vấn đề đặt ra là Chính phủ, Bộ Công an, chính quyền địa phương và các cấp cần có các biện pháp chỉ đạo tổ chức quyết liệt để xây dựng số định danh cá nhân, cơ sở dữ liệu cư dân và đồng thời đẩy nhanh việc đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực thực hiện nhiệm vụ này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.